Sáng nay thì mấy dì cháu Nam đi thăm lú nha cô chú anh chị. Lú thì mình đặt rồi hôm qua. Kinh này quá tai cạn dữ kìa. Chào cả nhà. Kinh nó này quá trời cạn luôn. Nước cũng rong rồi nhưng mà ta đóng cống nó sợ nước mặn. Cũng nước vô chiều cũng nước vô nhiều lắm. Bây giờ nước mới sát. Dở cái này trước đi. Bây giờ thì gia đình Nam chuẩn bị mình dở mấy cái lú nha cô chú anh chị. Nước này còn nước ròng nè, chảy xiết quá trời luôn. Mấy cái lú mình đặt nước ngược á. Mình đặt lú là mình phải cầm cái bẹo gì đó cả nhà, không phải người ta biết nặng người ta tránh cái lú mình, không phải là chi. Vỏ chạy ngang, cứ chém cái rồi cuốn đi luôn. Nước cạn lâu nó uống đi luôn rồi. Cái này hay. Quá trời cạn luôn. Ở đồng kia có ai cũng đặt mấy cái kìa. Trời ơi, cái ca mà em đẻ kiểu đó là sao mà... Đâu có, mà... đâu có, đâu nguyên nó hả? Đâu có, chị bán được cái quay này nè. Tỉnh ghê ra sao? Ồ, con cà phê một à. Ôi, quay. Con ghe thử đâu là. Thử tiêu hả? Tiêu rồi. Vì chị thấy có tép. Trời ơi, cá chốt còn bự bự không nè. Trời ơi, những cá chốt. Có tôm. Trời ơi, cá phi hết biết to luôn. Ồ, cũng nhiều quá nè. Thôi, ừ. Dành nè. Nghe em nghe tử rồi. Quá trời. Có lý quá nè. Ừ, nha. Thôi, có mang tép cái dãy gì vậy? Cái tạc có bự bự kìa. Còn có chớ nữa. Ồ, nhiều quá nè. Có bọc đồ luôn nửa xô cả nhà. Xin chào cả nhà nha. Bọc đang xô nên đang lên màu. Ê, còn dính cá chốt này nè, tự cho bác. Rồi. Dính liền cái bọc. Cá lòng tông gì đó vô nè. Thì dính cá chốt vô. Tông. Quay. Ừ. Rồi, nó nhảy ra luôn. Ừ, nhảy ra luôn, nhảy ra luôn. Cái này con gì? Cái bầu hả? Cái bầu hả? Hết bầu không? Tết bầu. Tết bầu. Nhất là theo mấy cái đập á. Mấy cái đập mình hồi đó cái mình xuống quậy cái đập cái tép nổi á, tàu tép bầu là nhiều. Chú ý chính nè. Giờ mình tiếp tục. Bây giờ cái thứ hai. Cái lái ra chịu rồi. Cái lái mà ơi. Nước gầm nó thấy ít người ta đi gỗ nha. Sát hả? Đâu có ai đi giảm gì chở cái chở có đi, ta đi cái cây sáng rồi hết. Chứ cỏ cũng không được. Ồ. Ê, kìa mập để cây dầm kết liền. Nó chặn đây, sư tẹo hai chiếc người tay cuốn. Chị vỏ chở. Cái này mình chậm đây nè, sáng người ta đi cắt cỏ cả nhà. Ta thấy cái cây này ta tránh ra cái lúng mình. Cái con này thì thầm cũng hơi cạn nha. Ở đây người dân cũng tốt á, mình đặt đi chứ người ta ít giảm. Yeah. Oh. Ừ. Ủa con cá chảnh. Cái này cá gì cá đói không à? Con cá đói quá bự nè.
quá hay. Cá đối gì vậy? Cá đối. Cá đối. Ồ tép dư quá trời kìa. Cá đối là cá cóc. Cá cóc, cá cóc. Cá cóc, cá cóc. Ô tép, tép với tép dâm không ạ? Ừ. Nè, nè. Để em hỏi kìa. Dạ. Dạ, cá cóc bên kia kìa. Nè, nè, kia vô. Dạ. Ồ, có lòng tông. Rồi, có lòng tông, miếng tí nóng rồi. Mấy cá chốt. Cá chốt. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Rút luôn nha. Dạ. Rút luôn. Đúng rồi. 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 Cá đó nó bự lắm á. Bự lắm. Đi cho cá cóc cái gì. Đủ ăn không? Mới tôm dăm, tép mới cá chốt. Chứ còn mấy con cá phi này thôi, không có tính tới nó nữa. Phi gì không tính, nhiều lắm. Có nhiều rồi. Chà Nam với cha Nam ra đây hái thêm ít bông súng của chú anh chị. Bông súng ngon quá trời. Bông súng gì quá trời bự rồi, tốt rồi. Mình đợi mấy con bự bự luôn. Đây chim hót nghe hay quá nha của chú anh chị. Chắc chưa chim hót cái muốn đi thứ gao. Còn bông súng ngon kìa. Con súng mình bẻ mình phải giục lá lên bờ để không thôi là nó thúi, nó bị hư. Chứ để lâu quá nó úng, nó bị thúi của tôi, ảnh hưởng tới cá. Sáng nay thì gia đình Nam cũng có bắt nồi cơm nè cô chú anh chị. Thấy ra đây mình đào cái lỗ vậy nè, mình nấu cơm thấy cũng ngon lắm. Nó chín rồi, sớm rồi. Cái nồi này nấu cơm củi nó ngon gì đâu, ăn cơm không cũng ngon. Mình để hồi cho nó có cơm cháy rồi. Lúc nãy thì cha Nam về cho gà ăn á cô chú anh chị. Rồi cái có hái mấy trái cà trước cửa nè, mình đem ra. Hôm nay mình cũng bắt được mấy cá lông dụng, gia đình sẽ nấu mắm nha. Cha nói có cá rồi mà nhà có mấy trái cà nữa nên cha xách bột mắm ra, cha kêu kho mắm ăn nè. Giờ cá hôm qua cũng có kho rồi. Ê, ok kêu. Nghe không? Nghe tiếng kêu. Đó. Rồi, có công chuyện để làm ơi. Đó. Nó kêu ba. Kêu lớn. Hết này bự lắm. Cô chú anh chị nghe em, cô chú anh chị. Vậy là bên cái chỗ đó rồi đó. Bên chỗ mình tắt mương đó. Gần gần đâu đó. Sắp mưa, năm nay mưa sớm đúng rồi, có ớt đó, mưa sớm. Tí xíu mình đi thọc mấy gốc chuối của chú anh chị. Chiều nay thì chưa biết tính gì mà tự nhiên kêu quạt quạt. Thấy chắc tới rồi đó. Hồi tới rồi. Hồi tới rồi. Có nghe kêu cái mình chập. Nhớ ra chủ đề liền rồi đó. Dự định sắp tới rồi. Nghe qua cháu kêu quạt quạt. Dạ. Yeah. Anh biết kêu không? Quạt quạt. Anh kêu qua giống không? Quạt 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 quạt. Đó là dẹt dẹt. Đó là quạt 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 quạt. Không kêu cái con ếch nó nằm bên đó kìa. Nằm bên góc ổi kìa. Nó dưới cờ đống cỏ.
giọt có dính không? Để nó gớt xuống không? Hay quá. Bắp nữa, hai bắp tiền luôn. Hay dưới trời. Hay không? Hay. Dạ, không giờ chuối mà. Rồi, xong. Nó cạn rồi cô chú anh chị, không có nước luôn. Hai bắp được rồi trai. Út gần đâu giờ này về cỡ tới nhà, rồi chừng giờ này đang ăn cơm luôn chứ. Hương cũng có thấy miếng tỏi xả nè, cái mắm mà Hương cũng dạo xả. Thơm, mình sáng chút tỏi xả ớt á, cái nước mắm nó thơm. Quá dữ. Ở ra, ra đầu đằng kia. Hay ta. Nè, nè bảo nè. Chặt nó dữ trời. Chặt nó dữ. Để mấy quần dừa thiêu à. Trời, chị Út nằm giống đụng đất luôn. Giò chưa nắng thì cũng sạn trái dừa cho nó mát bao tử. Trưa này làm trái dừa hết sảy luôn cô chú anh chị. Chặt cho em trái đang kho mắm luôn rồi. Mời cô chú anh chị nha. Uống trái dừa với nè. Sao đây ngọt dữ vậy? Hôm qua chắc ăn mít. Ngày hôm qua ăn mít á. Con mà ăn cái đầu ngọt rồi con uống nước dừa vô nó lạc nhất hả? Cái cà mình để mớ rồi còn mớ mà. Sao không uống rồi phê vô út lột cho trái nhãn nữa. Nó ngắt luôn. Cái quá trời ngon luôn nè. Ốc liễu đưa lại chị Ba. Gió quá trời gió. Cái gì vậy? Cha muốn hả? Ừ. Cái gì dày quá nè. Hồi chủ vườn dừa này được ra người ta ra ta đốn hết vườn. Có không? Đốn vừa bên này đốn chưa? Chưa, nước lớn nữa rồi. Gì? Sao vậy? Cái vô cái biển. Cháy cái mỏ. Mập nữa xảy qua hai bắp chuối đâu rồi. Nó dặn đâu vậy? Đây đây. Chuối ngon quá hả? Mình dặn nước gia vị vô. Thả mấy con cá bự vô chứ. Con cá này mình kho nó ngọt lắm nha. Cái vậy chứ cũng đầy đủ lắm nha cô chú anh chị. Tứ gì vậy? Gì hả? Bông súng, bông lục bình. Bông súng, bắp chuối, bông lục bình. Bông lục bình là chúng sách của ăn mắm rồi đó. Coi không coi, sáng đây có thấy nào? Anh chủ vườn kế bên. Sáng có lại đây không? Ừ. Vườn có giỏng mà ngủ luôn đi rồi chiều về thở tứ. Có đáng nghe nào không? Không. Nó sâu lên cái nó có bọt, mình vớt miếng bọt cái mắm nó trong veo lại. Ờ, tép nó đỏ rồi, ngon cô chú anh chị. Cá này lục dụng thấy vậy chứ mất tiền nha cô chú anh chị. Ừ, không có rẻ đâu, mấy cá gì nhỏ nhỏ vậy chứ giờ nó còn mắc. Con cá phi nó bự vậy nè, chứ nó rẻ nha, 30-35 ngàn à.
mà cá lồng tông giờ là trăm mấy đó. Trăm mấy chốt mà không có mua ăn. Ừ, mà không có mua nữa đó. Chắc để phần nữa thôi, hồi mình nào ăn để thi. Ngon hay, cá chốt còn nó mập nó nứt thịt. Cá chốt có béo. Béo dữ lắm. Cá chốt này mà kho xả ớt ha. Đặt lại. Cho cái nghề. Hai chuyến bữa nay tác nghiệp sợi dây. Đặt cá dừa cái nghề. Hai chuyến qua nay đi đặt bún dừa rồi. Đặt thấy bấm mỏi. Đặt thấy bấm mỏi là còn. Còn thấy đặt nó luôn mà. Cậu Thi đâu có vô mấy cái đường này đặt. Anh hai đi qua cho cháu cái vườn xài nó đặt là mấy vườn cạn đó. Vô cái vậy. Cơm. 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 Mẹ trời ơi, lội anh ăn trình giống như câu hả? Vô rửa trình đi. Thôi ăn đi. Vô làm miếng cơm mẹ. Má trời, cái lỗ mắm luôn rồi nè, bữa nay chúng ta. Ờ, đi đi. Hả? Có rượu nữa. Có rượu nè. Hả? Ờ, để chứ đi. Còn cái cho nó dở. Thằng này đi kiểu này dắt phải về đặt bộ mỹ phẩm hả? Mỹ phẩm, dưỡng da. Tối xì kim tre đây. Kim tre chống nắng. Mỹ phẩm của Hàn Quốc. Đặt luôn, phải đặt là kem của hãng của Malisa Cần Thơ. Malisa. Nè. Nè chèo. Nè. À, để chết chết. Nè vô cho. Được khổ. Nè chèo. Ừ, cái lượng cơm bự rồi. Mà mặn ốc mà. Ốc mà thương nhiều. Mập. Bữa nay ăn đi, ăn cho nó tới luôn này, tét nhiều lắm. Rồi mời cả nhà ăn cơm trưa rồi. Nha, ăn ở vườn nha. Đó thì lấy cho khách thấy đi. Nhưng mà cả nhà ăn cơm. Ừ, tét ngọt. Đó mà mập. Cái mập quá. Rồi mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm trưa với mà con bù lao nha, ngoài đồng nha. Ừ. Béo. Mắm này ngay chỉ khách Úc anh. Dạ cái. Cho ra cái nó cái là đem đến xe khách đi. Ngon. Mắm là ba chấm này. Mắm xinh. Nó hết rồi. Mắm này. Ừ. Vậy đó. Bắp chuối. Đẹp không? Ừ. Bông lục bình ăn. Bắp chuối ngọt hả biết à? Nó giòn nó ngọt. Đây bác chị Sáu chị cầm ra. Đó con súng hả chèo? Để con súng. Bắp chuối này để vô liền á, ăn nó giòn á. Giòn. Này là bắp chuối sim. Ăn thêm một ớt nè. Ở ruộng gió nhà mình đi mua miếng bún nha. Nói gì cái này mà miếng bún rồi. Nè, bún rồi. Đã không kìa? Đã lắm, ngon. Tép cá nhóc chân ăn đi nghe, để rồi gia đình Nam hay kiểu hay đi chừa á của chú chị. Chừa hồi cái là còn nhóc hết trơn. Bữa nay không chừa đâu ạ. Nè mình có phi. Cá chốt nó béo hết hồn luôn. Cá chốt tới 10 xuống ra nó có trứng. Bây giờ chỉ có trứng rồi. Có. Nó có trứng chị gỡ bỏ thôi. Trà đá mà giờ mình góp người ly là cả nhà nói mình uống bia. Này của em, của anh này. Có anh đó, đi ra đồng uống bia. Mấy ngày nay cô chú anh chị theo dõi gia đình
Hương Mã Non, Hương Cù Lao, thì thấy gia đình Nam đi cắm trại, cô thấy cô chú anh chị thấy sao? Có gì góp ý hay là comment cho cả nhà, cho gia đình Nam biết nha. Tại vì đi nó cũng, gia đình Nam đi vậy cũng mang được cái ý nghĩa là muốn truyền đạt đến bà con mình gần xa xem là biết là ở quê mình cá tép nó còn phong phú lắm, rồi cây trái, cái nét đẹp ở quê mình nó còn nhiều lắm. Chứ ăn cơm thì mình ăn cơm ở nhà cũng được, chứ không mắc gì phải ra ngoài vườn ngoài ruộng mình ăn. Nhưng mà muốn truyền đạt tới cô chú anh chị là vườn tược, cảnh ruộng quê, rồi cảnh cá tép ở quê mình nó còn dồi dào lắm. Rồi cũng như là cái cuộc sống của bà con mình ở quê là cũng phải mọi thứ là mình cũng phải đi kiếm ăn, mình đi săn bắt này kia để mình có cái bữa cơm gia đình vậy đó cô chú anh chị. Có nhiều cô chú nói là ở quê là thấy sướng, mình được ăn cái gì cũng tươi, cá nếu mình chịu khó đi bắt á thì về cũng có bữa cơm ngon, rau cũng tươi, cũng mình ra mình hái mình ăn liền đó, không tốn tiền mà lại tốt nữa. Nhiều cô chú thích cuộc sống như vậy đó mà không được. Nghe nhóm nghe cũng thấy thương lắm cả nhà. Rồi muốn truyền đạt cho anh chị cô chú mình gần xa biết là ở quê mình cái giữa người và người nó có cái tình thương đó, bà con lối xóm ở quê kiểu như hiện tại là gia đình Nam đi là đâu có phải là vườn tược hay là ruộng đồng của gia đình mình đâu, toàn là của bà con không à. Nhưng mà bà con mình được cái quê rất là thoải mái, người ta trồng cây trái hay là gì đó mình rất là thoải mái, mình vô mình chỉ cần nói người ta ăn tiếng là người ta ok mình liền, người ta cũng tạo điều kiện cho mình để cho mình quay để gửi đến bà con mình lâu rồi không có về quê, hoặc là chưa biết quê, hoặc là xa nhà lâu rồi mình xem để mình nhớ về cội nguồn văn hóa, cái tình thương mến thương của bà con quê mình. Ở quê thì cũng nói chung là gia đình Nam đi vậy đó, thì cũng vô vườn ví dụ như có cái gì đó thì cũng sẽ bẻ hái nhưng mà cũng có nói trước với bà con ở đây là sẽ tính tiền lại chứ không phải là mình bẻ không, nhưng mà đa phần là bà con cho không à cô chú anh chị. Tại vì thật sự ra dân nhà vườn á người ta rộng rãi lắm, không có bao nhiêu chứ nên là người ta không có tính toán. Chú vườn đây tính lấy máy ra tưới cây vườn này mà thấy nhóm quay thôi ông chủ vườn vô chỗ ngủ luôn. Để cái máy năm trời rồi mình đem quay xong rồi ông mới tới. Bà con quê mình dễ lắm cô chú anh chị ơi, thích thì làm, mệt quá nghỉ chứ không có bắt buộc ràng buộc về thời gian. Vừa này nè, hôm bữa lại đó thì thấy nhóm rồi có bẻ, còn có bẻ cái mít mà nó bị hư bên đó, tại hồi bẻ cho nhóm trái nữa cái mít ruột đỏ rồi, còn kia nói là uống nước dừa hay bẻ dừa gì nấu ăn đó thì cứ bẻ đi, nó cũng lớn như vậy. Không thôi lên nó có bật sắc xuống càng sắc càng ngon nè. Cái bông này nè, nó tươi phải không? Mình nhúng vô nó héo, nó rút cái nước mắm vô á. Mình ăn cái pha với miệng. Có chị kia nói bữa mập ăn trái khế đó, cha tấn quá trời. Chị Phương Nguyễn, mập bữa nay cha tấn quá trời luôn. Ảnh cắn cái trái khế mà em cắn bên mà anh nói là nước miếng nước ợt. Không mà trái khế ngon mà. Có bé trái khế bên thứ ba. Cái khế này bữa nay cái khế chín nha. À, chưa ăn đống mắm có gạo ngon gì đâu. Đống mắm cũng dễ ăn gạo á. Vô gì mình ăn cũng được. Chốt này mình kho sả cũng ngon lắm nè. Em ăn miếng gỏi cộng rau cá. Ngon. Nó bị đau họng rồi nha, mình ăn rau cá nhiều cũng tốt lắm. Nè. Nó ăn chỗ tay á. Chỗ đó ngon à. Đây là ngon hả? Mấy ngày qua thì Nam cũng nhận được một số phản hồi nha, rất là tích cực, nhưng mà cũng có một hai phản hồi vậy đó rất tiêu cực. Nói vô vườn ta hái này kia này. Thật ra thì chắc cô chú đó không phải là ở quê, không phải dân người quê, dân quê
hoặc là ở xứ khác người ta không biết về bà con mình nó quê cái tình cảm nó như thế nào nên là người ta nói vậy. Nhưng mà thật sự ở quê thoải mái lắm cô chú anh chị ơi. Ví dụ gia đình em nè, chồng sòi đó, ai đi ngang hái vài trái gì ăn bình thường, đâu có gì đâu. Nói chung ra ở vườn á, ở quê á thì hái ăn thì đừng hái bán thôi, hái ăn một vài trái không có gì. Nhưng mà cũng làm xài cũng nhiều đá. Ừ, anh chị đi ngang cứ bẻ ăn một vài trái xài đâu có gì đâu. Ở quê chung ra gì chứ cũng thoải mái về mấy cái vụ mà đó. Bán ra cũng không có nhiêu tiền đâu cô chú anh chị. Thật sự ra nói thẳng ra là được giá thì mắc mùa, được mùa thì nó mắc giá đó. Nên là mình có cho dù là thấy bẻ như vậy nhưng mà thật sự bán ra cũng chẳng có nhiêu tiền đó. Nên là bà con mình ở quê thoải mái lắm. Như mình á thì ăn vậy đó, thì người ăn là không có ổi thì ăn một cái ổi hoặc là ăn một trái xài cũng lối xóm thôi, cũng có cái tình cái nghĩa thấy gì chứ mình gặp mặt thấy cảm thấy mình cũng vui. Ừ, cũng như ăn quan lợi cũng có gì đâu. Ở dưới quê mình á còn giữ cái nét truyền thống là khi mà ở xóm có cái đám gì hay hoặc là có gặp chuyện gì là nguyên một cái cả xóm cả nhà đều xúm lại để hỏi thăm, để phụ giúp hoặc là chia sẻ cái gì đó. Hôm ba của Hương á, ở xóm vừa hay ba Hương đột ngột qua đời đó, quá trời luôn. Ở xóm tao nói lại, tao nói cứng nhà cứng sân luôn, tao nói rồi người thì chạy lo cái gì, ai biết cái gì thì giúp giùm cái nấy, còn người thì lo trong lo ngoài chợ búa rồi này kia người ta sắp xếp giùm cho gia đình đó. Ở xóm mình là được cái gì đó cả nhà, cho nên là mình ở quê tuy rằng chất phát mộc mạc nhưng mà cái tình quê hương á nó rất là lãnh đà, cho nên là cũng cảm thấy vui vậy đó. Mình không có được ở thành thị hoặc mình không được ở một cái phương xa nào đó, mình ở quê nhưng mà mình hưởng được cái tình quê hương của mình lãnh đà, cho nên là mình cũng cảm thấy vui lắm. Nhưng mà tình làng nghỉ sớm ba quá trời luôn. Nhiều bà con ở trong xóm chỉ là bà con hàng xóm thôi, cũng không có ruột thịt, không có máu mủ gì hết. Nhưng mà ông ngoại anh em có chuyện á, người ta cũng khóc. Khóc dữ lắm. Khóc dữ lắm cô chú anh chị. Thương nhau, tại vì mình sống trong xóm, mình tình nghĩa hồi xưa giờ. Mình tình thương mến thương, đó, giúp đỡ qua lại này kia. Nên là quý mến nhau lắm, ở quê vậy đó. Bây giờ đó là không có mượn gạo nữa nha cả nhà. Chứ hồi xưa ơi, xóm của Hương là mượn gạo, đều nhà hết trơn. Mượn mẹ bà chú gì đấy. Kiểu như là tới mùa cái học phong cho ăn cơm đó. Cái chị đi mượn gạo nè, rồi giờ tới là mình đi chả đi bác nhà cô chú khác thì đi qua nhà Hương mượn rồi tới mình lúa chả gì đó, cho nên là bây giờ rất là thì đặt lú lên dở ăn cơm đặt lú đâu hỏi ông vua ngày cứu quân dữ ha, hỏi ông vua nè có chứ vừa làm chứ vừa nè vừa chặt đi chú giết cửa hả chú để bắt chú thôi chú hả. Gặt ngồi cái ra nha. Chú mày ăn chén cơm với con không ngồi. Nè qua dặn bên đây nè, còn mấy bắp nè. Bên đây nè, bên đây nè, còn mấy bắp. Thấy chưa? Thấy rồi. Không thấy nào. Thấy chuồng qua. Trời ơi. Lẻ bé hai bắp rồi nha em ơi. Bé ăn đi. Anh mập bé hai bắp rồi. Còn cũng còn nữa. Rồi chắc phải xài chứ đâu. Dư dài nè cô ní. Rồi cô người ta do bẻ mình đã bắt đi. Chú ba đó, chú ba. Chú ba mà. Đúng trước cái này bán có giá không chú? Cũng hồi Tết rồi bẻ mới kêu bẻ. Vậy hả? Thường thường bắp vậy giao nhiêu năm ngàn không? Ký nhiêu? Hồi Tết nghe 8 ngàn. Yeah. Đừng có ấy đây giờ đi ngang là tỉnh vườn xài tôi rồi bẻ. Bán sao tao nha. Cột nó nghe. Để không? Sao chú bao nữa nè. Đừng có ấy đây là vườn xài của tôi rồi bẻ nó nghe. Đi bẻ chị bán ngày được nhiêu chú? Đi trăm mấy à? Trăm mấy hả? Mà bẻ mỗi ngày không? Cách ngày bẻ ngày. Vậy đủ sống không? Đủ. Như là nuôi thêm vợ nữa phải không? Có không? Cái bẻ mới thì bẻ thì chút. Mới đi à? Chắc sáng không bẻ sớm thì chẳng bé. Sớm mà không bẻ. Chú chở, chú chở cần hả? Chú chở thôi. Chạy chú có đi bắt cua không? Thôi không có con cua. Nếu chạy cua đâu có. Không.